Hai các bạn, hôm nay mình mới mua thêm hai cây mãng cầu. Một cây là có tên là mãng cầu hoàng đế và một cây có tên là mãng cầu sô cô la. Đó thì hôm nay người ta giao cho mình nè, thì đợt này mình mua cây là người ta không có giao bằng bưu điện nữa mà người ta giao bằng xe tải đó các bạn. Thành ra là khi mà giao đến nơi thì cây rất là tốt, cũng như các bạn thấy đó, cây cao to bự và nguyên một chậu của người ta trồng như thế nào thì đến nhà mình y chang vậy. Nó rất là tốt hơn so với ship bằng bưu điện các bạn, bởi vì khi ship bằng bưu điện người ta phải lấy đất ra rồi làm cho cây nhẹ bớt, rồi tỉa cành, tỉa nhánh vân vân, thì nó không có tốt bằng ship bằng xe tải. Nhưng mà trên đường đến đây thì ít nhiều cũng có một cái nhánh bị gãy, cũng như các bạn thấy đó. Thì đây là cái cây mãng cầu sô cô la của mình nè. Khi mà mình chọn cây á, thì cái cây này có hai trái ở trên cây, nhưng mà khi đến đây á, thì cũng như các bạn thấy cái cành mà bị gãy á, thì nó có một cái trái to nhất của mình. Hơi tiếc nhưng mà cũng ok các bạn. Và với hai cây to bự như thế này á, thì giá ship theo xe tải thì cái cây mãng cầu sô cô la bự này là người ta tính mình 150 đồng, còn cây mãng cầu hoàng đế nhỏ hơn thì giá ship là 100 đồng cho một cây đó các bạn. Nó mắc một chút nhưng mà đến nơi thì cây nó khỏe mạnh và giữ được nguyên một cái chậu rễ thì mình cũng thấy rất là vui đó các bạn. Và sau khi mà tháo bao trùm các em ra thì bây giờ nhà mình bắt đầu cho các em tắm một chút cho nó mát mẻ. Nó cũng như là theo lời chỉ dẫn của người bán cây thì mình sẽ pha cái vitamin B1 này đó các bạn với nước, rồi mình tưới cho hai cây để hai cây trấn tĩnh trở lại, không có bị sốc nữa sau 2 ngày phải ngồi ở trên xe tải và bị bó buộc đó các bạn. Và khi mà tắm cho hai em xong cũng như là tưới cái vitamin B1 á, thì sẽ cho hai em vào patio, nơi mà không có ánh nắng trực tiếp á, đó đứng đó dưỡng sức cũng như là làm quen với ngôi nhà mới trong trong khoảng vài ngày trước khi mà mình trồng xuống đất hoặc là mình sang chậu mới. Và cũng như ở những video khác mình có chia sẻ là khi mà mình sang chậu mới hoặc là mình trồng cây xuống đất thì thường là mình sẽ làm vào buổi chiều tối, cũng như các bạn thấy bây giờ ở nơi mình ở Texas đó, bây giờ là tầm khoảng 7 giờ rưỡi tối, thì nhà mình sau khi ăn cơm rồi xong bắt đầu đi ra đằng sau chuẩn bị trộn đất cũng như là sang chậu to hơn cho hai cây mãng cầu mình mới vừa mua đó. Cũng như bây giờ các bạn thấy ông xã mình cho đất vào chậu lớn một ít trước, sau đó bắt đầu sẽ lấy cái dao cắt cái chậu cây mãng cầu ra. Thì cây mãng cầu đầu tiên mình làm sẽ là cây mãng cầu hoàng đế. Thì cây mãng cầu hoàng đế nó nhỏ hơn cây mãng cầu sô cô la các bạn, thành ra làm nó cũng dễ dàng hơn. Thì thường là trước khi mà mình sang chậu cho cây hoặc là trồng cây xuống đất đó, là mình sẽ ngưng tưới nước tầm khoảng 1 đến 2 ngày gì đó để cho đất nó khô, và khi mình chuyển cây á, thì nó sẽ không có bị nặng. Nhưng mà hôm nay ở chỗ mình nó bị mưa á, thành ra khi mà mình chuyển cây á, thành ra đất nó hơi ướt, thành ra cũng như các bạn thấy ông xã mình khiêng cái chậu nguyên một cái chậu cây qua thì nó hơi bị nặng đó. Và các bạn thấy không, khi mà mình mua cây mà ship bằng xe tải nó giống như là mình mua cây ở nursery về vậy đó các bạn. Mình được nguyên một cái chậu cây mà nó còn nguyên rễ hết đó các bạn, thành ra là cây nó sẽ rất là khỏe. Và cũng như những cái video khác mà mình trồng cây á, thì khi mà mình sang chậu thì mình sẽ rải cái cinnamon là bột quế xung quanh rễ đó các bạn. Và cái thứ hai nữa là nắm đất, thì nắm đất thì mình mới học hỏi kinh nghiệm đây thôi đó. Thì nắm đất ở cái video khác mình cũng đã nói là cái nắm đất thì nó giúp cho cái nó giúp mà hút chất dinh dưỡng cho rễ, còn rễ thì giúp cho nắm đất phát triển các bạn. Thành ra là giữa nắm đất và rễ nó sẽ tương tác với nhau, hỗ trợ với nhau. Và khi mà mình sang chậu cũng như là mình trồng xuống đất mình cho cái nắm đất này phủ lên rễ thì nó sẽ rất là tốt cho cây đó.
Và bước kế tiếp là mình sẽ cho đất vào cho đến khi đầy chậu mà thôi. Thì cái trồng cái cây mãng cầu thì mình sử dụng loại đất tốt, và trong đất nó có đầy đủ các phân mà tốt nhất cho cây rồi. Thành ra là khi mà sang chậu thì mình chỉ cho cái bột quế cinnamon và nấm đất cũng như là muối ép sâm mà thôi. Mình không có cho thêm phân gì cả trong vòng khoảng 6 tháng. Đó, cũng như các bạn thấy, sau khi mà cho đất vào đầy chậu thì bắt đầu nhà mình sẽ hốt khoảng một nắm tới 2 nắm tay muối ép sâm á, rải xung quanh gốc cây, và bước cuối cùng là tưới nước cho cây mà thôi. Và đây là hai loại đất mà mình sử dụng để mà mình trồng cho những cái chậu cây mãng cầu của mình. Đó là cái bịch đất Potting Mix Organic màu hồng và màu vàng này nè các bạn. Thì cái bịch đất này ở phía đằng sau nó không có ghi rõ là nó có gọi là cát ở trong đó. Nhưng mà khi mà mình mua về mình sử dụng thì mình thấy có rất là nhiều loại, có rất là nhiều cát các bạn. Và mãng cầu á, khi mà cây mãng cầu nó thích cát dữ lắm. Thì đó là lý do tại sao mà mình sử dụng cái bịch đất đó. Và mình trộn với cái bịch đất Phosfarm con ếch này. Thì hai cái loại đất này á, là nhà mình trồng cây á, thì nhà mình sẽ trộn là một, tức là một bịch đất Phosfarm và một bịch đất Potting Mix màu hồng và màu vàng á, trộn với nhau. Cũng như hồi nãy mình chia sẻ là trong hai cái loại đất này có rất là nhiều loại phân tốt cho cây, chẳng hạn như phân dơi, phân trùng, phân cá, vân vân. Thành ra là khi mà mình sử dụng đất này để mình trồng cây thì mình sẽ không cho thêm bất kỳ phân nào trong vòng từ 3 đến 6 tháng. Đó. Và đây là cây thứ hai là mình chuẩn bị mình sang chậu, đó là cây mãng cầu sô cô la đó các bạn. Cũng như các bạn thấy, cây mãng cầu sô cô la thì nó cao to và nó bự hơn hầu như là gấp đôi cái cây mãng cầu hoàng đế, các bạn thấy không? Và bây giờ sau khi cho một ít đất vào cái chậu mới thì ông xã mình cũng chuẩn bị cắt cái chậu của cây mãng cầu sô cô la này ra. Bởi vì với cái cách cắt chậu như thế này thì khi mà mình bê nguyên một cái chậu rễ đất của cây á, nó không có bị bể, cũng như là nó sẽ giúp cho cây không có bị tổn hại gì hết đó các bạn. Mặc dù là mình sẽ bỏ phí cái chậu này, nhưng mà đối với mình cái chậu này có mấy đồng mà, nó cũng không có đáng gì khi mà nó giúp cho cái bộ giữ nguyên cái bộ rễ của cây và không có làm cho cây bị đứt rễ hoặc là kiệt sức đó các bạn. Thành ra là lúc nào nhà mình sang chậu hay trồng xuống đất đều cắt chậu như vậy hết. Đó, cũng như các bạn thấy mình quay cận cảnh á, mua cái cây chỗ người bán này mà họ ship bằng xe tải rất là tốt, các bạn thấy không, rễ rất rất là nhiều luôn. So với 5 cây mãng cầu hôm bữa mình mua, người ta ship bằng bưu điện, người ta phải lấy đất chặt rễ bớt á, thành ra nó rất là yếu, giống như là thậm chí cái cây ly xà của mình bây giờ nó không có phát triển luôn các bạn. Thành ra khi mà mua cái cây mà mình thấy có rất là nhiều rễ như thế này, mình cảm thấy rất là vui các bạn. Đó, và bây giờ sau khi cho cinnamon và nấm đất á, thì ông xã mình sẽ cho đất vào đầy. Sau đó cũng như cái chậu cây mãng cầu hoàng đế thì cho thêm cái muối ép sâm rồi tưới nước. Vậy là xong đó các bạn. Thì giống như mình có chia sẻ là khi mà mình sử dụng đất này á, thì trong vòng 3 tới 6 tháng là mình không có cho phân gì thêm, chẳng hạn như là phân tan chậm, osmocote thì mình không có sử dụng trong những cái tháng đầu đó. Nhưng mà khi mà cây mãng cầu của mình ra hoa mà kết trái á, thì mình sẽ bắt đầu mình tưới nhẹ thêm cái phân cá Alaska các bạn. Mình sẽ pha theo chỉ dẫn và mình sẽ tưới cho cây mãng cầu, bởi vì những cây mãng cầu này mình rất là cưng đó các bạn. Còn không thôi, nếu mà các bạn trồng những cây khác mà pha đất theo cái cách này mà các bạn không cần tưới phân cá thì mình thấy nó cũng rất là ổn, không sao cả. Đó, nhưng mà do mình cưng thì khi mà mình cây ra hoa mà chuẩn bị đậu trái thì mình sẽ pha thêm cái phân cá, mình tưới hầu như là mình tưới một tuần một lần đó các bạn.
Đó, và sau khi mà tưới nước xong, một điều cũng quan trọng không kém là khi mà mình sang chậu hoặc là trồng cái xuống đất là mình sẽ cắm cái cột hai bên và sử dụng cái dây nhựa này để cột hai bên để giữ cho cây khi mà mưa to gió lớn nó không có bị lung lay nhiều á các bạn. Bởi vì khi mà những cái cây mà mình mới sang chậu hoặc là trồng ở dưới đất á thì rễ nó chưa có ăn sâu cũng như chưa có nhiều á, thì nếu mà mình không có làm hai cái cây hai bên cũng như cột chặt như vậy á, nếu mà gió lớn hoặc là mưa to đó, nó sẽ làm cây lung lay và nó sẽ ảnh hưởng tới bộ rễ. Và khi mà bộ rễ bị ảnh hưởng thì cây nó sẽ không có phát triển tốt. Đó, thì hai cái cây dựng hai bên là mình mua ở Home Depot. Nó cũng rẻ thôi các bạn, hình như khoảng 2-3 đồng một cây thôi. Còn cái dây cột thì mình mua ở trên Amazon. Đó, và đây là buổi sáng. Mình ra mình quay lại cho các bạn xem để các bạn nhìn rõ hơn nè. Đây là mẫn cầu hoàng đế, cũng rất là cao to và cũng đang ra những cái nhánh lá mới, cũng như là mình thấy có vài cái nụ mới. Còn cái cây mẫn cầu sô-cô-la thì hiện tại cũng như các bạn thấy đó là rụng hết một trái nè, còn một cái nhỏ và trên cây cũng còn rất là nhiều nụ. Mà các bạn biết không, cây mẫn cầu sô-cô-la này nó khác lạ so với những cây mẫn cầu thường lắm nha các bạn. Nó khác lạ từ cái lá, từ cái hoa cho tới cái trái luôn. Cũng như là mình thấy là cái lá của cây mẫn cầu sô-cô-la này nó bự hơn so với mẫn cầu thường nè. Rồi cái hoa của nó cũng vậy, cái hoa của nó cũng hình dáng nó cũng hơi khác với cái hoa mẫn cầu thường. Và cái màu của nó cũng tương tự như là cái màu trái của nó vậy các bạn. Thay vì mẫn cầu kia thì màu xanh thì cái nụ của nó cũng màu xanh. Thì cái trái này cái nó màu sô-cô-la thì thành ra là cái nụ của nó cũng có một cái màu nâu nâu rất là dễ thương. Đó, và bây giờ hy vọng là các em đã quen với ngôi nhà mới và sẽ vui vẻ đứng với những cái em mẫn cầu khác và phát triển thật là tốt, sẽ cho mình những cái trái rất là ngon trong những cái năm tới. Và trước khi mà mình mua cây mẫn cầu sô-cô-la này thì mình thấy người bán họ có ăn thử cái trái mẫn cầu sô-cô-la này. Họ nói cái trái này nó rất là ngon, dai, ngọt, thậm chí ngon hơn mẫn cầu ly xà nữa. Và khi mà họ ăn họ cũng có cảm nhận là nó có một cái mùi vị của sô-cô-la nữa các bạn. Làm mình rất rất là phấn khởi, rất rất là háo hức để thử. Nhưng mà tiếc cái là cái trái này của mình nó rụng khi mà nó vừa đến nhà của mình. Thành ra là để nói mà nó đủ già chín trên cây thì nó chưa. Đó, mặc dù là bây giờ mình nó rụng xuống và mình chờ vài ngày nó vẫn chín, nhưng mà nó thuộc không phải là dạng như không phải chín cây á các bạn. Thuộc là hái sớm á, nhưng mà mình cũng muốn ăn thử xem nó như thế nào. Mình nghĩ nếu mà mình ăn mình cảm thấy nó 5 điểm thì khi mà nó chín thật sự trên cây chắc nó sẽ ngon hơn nữa. Chắc nó cũng sẽ được 8-9 điểm chẳng hạn như vậy đó. Đó, và bây giờ khi mà mình bẻ cái trái mẫn cầu ra như các bạn thấy đó, mặc dù cái vỏ nó màu nâu nhưng mà phía bên trong khi mình bẻ ra thì cái da nó màu xanh lá cây. Rất là lạ các bạn thấy không? Và khi mà mình ăn thì đúng là mẫn cầu này dai nè. Ngọt có, mặc dù là nó không có được chín cây, nó rụng sớm nhưng nó vẫn có vị ngọt. Nhưng mà kèm đó nó lại có vị chua nha các bạn. Tức là vị chua, vị ngọt nó đều với nhau chứ không phải là ngọt nhiều mà có chua ít. Mà ngọt ngọt chua chua. Mình ăn mình cố gắng mình tịnh tâm mình hưởng thụ để coi có nghe cái mùi vị của sô-cô-la hay không thì hoàn toàn là mình không có cảm nhận được nha các bạn. Tức là không có cái mùi vị sô-cô-la như là người bán nói. Nhưng mà mình hy vọng có thể là trái này nó rụng sớm thì nó không có cái vị, cái mùi đó. Hy vọng là cái trái nhỏ trên cây mà nãy các bạn thấy đó, khi mà mình hái nó, khi mà nó chín cây hoàn toàn đó thì nó sẽ ngon, cũng như là không có vị chua và sẽ có mùi sô-cô-la giống như là người bán nói. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình. Mến chúc các bạn có được một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Nếu bạn nào thích video của mình, xin hãy nhấn nút đăng ký cũng như nút like để ủng hộ cho kênh của mình nữa nha. Bye!